tế bào của chúng ta chứa đầy những cỗ máy nhỏ bé thực hiện những chức năng quan trọng nhất định như ribosome, giúp tạo ra protein, hoặc ti thể, những cơ quan năng lượng của tế bào. Hiện các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp sử dụng một ống tiêm nano để cấy các ti thể từ tế bào này sang tế bào khác. Kỹ thuật này có thể là một cách để trẻ hóa các tế bào bị tổn thương. Giống như khi các cơ quan được thay thế, các phát hiện đã được báo cáo trên PLOS Biology. Người ta cho rằng ti thể từng là những vi khuẩn nhỏ bé đã lây nhiễm cho một tế bào khác từ lâu và cư trú ở đó. Những sinh vật đó đã phát triển mối quan hệ nội cộng sinh và bào quan ti thể được sinh ra, giúp tạo ra các sinh vật phức tạp bao gồm thực vật, nấm và động vật, được tạo thành từ các tế bào nhân thực. Vì ti thể vẫn mang bộ gen của riêng chúng và thậm chí sản xuất protein của riêng chúng, nên có bằng chứng thực tế cho thấy điều này đã xảy ra trong quá trình tiến hóa. Trong tế bào của con người, không chỉ có một ti thể, có rất nhiều, tạo ra một mạng lưới các chủ đề. Tác giả chính của nghiên cứu Christophe Kébélen giải thích rằng những sợi này có thể phản ứng với áp lực và biến đổi thành một thứ gì đó giống như chuỗi ngọc trai. Sử dụng một ống tiêm nano mà họ tạo ra cho phương pháp này, các nhà nghiên cứu có thể xuyên qua màng bao quanh tế bào và lấy từng ti thể. Sau đó, họ chọc thủng màng của một tế bào khác và đặt những ti thể đó vào bên trong. Kébélen lưu ý rằng quy trình này là xâm lấn tối thiểu và cả hai tế bào đều sống sót sau quá trình này. Một tia laser được tạo ra bởi một kính hiển vi lực nguyên tử đã được chuyển đổi sẽ điều khiển vị trí của ống nano. Áp suất của ống tiêm được điều chỉnh và trong quá trình cấy ghép, nó có thể truyền các femtolit, một lượng chất lỏng cực kỳ nhỏ chỉ bằng 1/1000 ml. Hơn 80% ti thể cũng chịu được quá trình này. Mặc dù một số ti thể đã bị máy kiểm soát chất lượng của tế bào nhận nhắm mục tiêu và bị phá hủy, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy hầu hết các ti thể hợp nhất với mạng hiện có trong tế bào nhận trong vòng 20 phút sau khi cấy ghép. Trưởng nhóm nghiên cứu Julia Vohau thuộc Viện Vi sinh vật tại ETH Zurich cho biết tế bào chủ tiếp nhận chúng. Các tác giả nghiên cứu cho rằng công nghệ này có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, có thể tăng cường sức khỏe và chức năng của các tế bào gốc đang có dấu hiệu suy giảm trao đổi chất. Các nhà nghiên cứu hiện đang quan tâm đến việc điều tra các quá trình kiểm soát cách các ngăn tế bào khác nhau hợp tác và chúng tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ cách các tế bào nội sinh phát triển theo thời gian tiến hóa. Vohau nói, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!